thêm quả cà ba đầu này. Ai chà, mượt thế nhà, mượt thế nhà. Vừa vào cái mà đã thấy đúng đốp đúng đốp rồi. Đó, ăn được con rồng không? Ui giời, lại còn thêm cả rồng nữa kìa. Mẹ đúng kiểu bốn con cá to thì mình đều bố hết. Đó, nhưng mà mẹ, tiếp mỗi cái là mẹ ăn được quả đạn 1K đó, nhưng mà không sao. Đó, cứ ăn được cá to là cũng mẹ vui rồi. Đây, giờ có em chép này, đây, em chép này, ích đạn lên. Đó, dùng đạn mấy em cá to trước mình bú được. Đó, vào càn quét em chép. Thế mà thằng kia nó lại ăn mất kìa, thế mà thằng kia nó lại ăn mất được kìa. Đấy, thế thôi. Đấy, cho nó con chép, tôi sẽ là vào săn em xấu thế này. Đó, em xấu là gấp đôi cả em chép cơ, em xấu gấp đôi cả em chép cơ. Đấy, chép ở trong bản cáo lai thì chỉ x100 thôi đó, nhưng mà em xấu này vui rồi, mẹ lên phát mẹ cả chục củ này em thấy không đó, mẹ riêng quả gọi là kiếm lúa thì mẹ quả bản cáo lai mà đứng thứ hai thì đúng kiểu là không game nào dám đứng thứ nhất luôn đó, bản cáo online mà là thứ hai thì mẹ không quả nào dám gọi là tự nhận là chủ nhật luôn. Đấy, hai dòng mình em nhá. Đó, này săn hai dòng rồi, đấy, bú là gọi là thơm keng. Đấy, em nào mà chưa kiếm được quả bản cá online đấy, ngon mượt để chơi thì em cứ ra trên quả sóc thám cái bài này, link tải thì tôi có để sẵn ở trong mô tả cũng như bình luận, rồi vào tham khảo, download về chơi, link trang chủ trang chính luôn, đấy, nên là em không cần phải lo. Đấy, tôi chơi trên quả này cũng cả mấy năm nay rồi, đó, vẫn cứ gọi là xuân mượt luôn, đấy, vào kiếm lúa kiếm thóc thì nó cứ gọi là đèo đèo. Đó, bây giờ thì không cần phải ra cái siêu thị hay là những cái khu vui chơi đấy, trung tâm lớn mới có thể là chơi được bắn cá đó, mà mình có thể ở nhà này đấy, với cái điện thoại hay là cái iPad đấy, cái laptop là cũng có thể giá bắn cá online ngon nghè rồi đó, mà bắn cá online nó được cái đấy, nó lợi hơn khi mà anh em ra ngoài bắn những cái cây bắn cá đấy, những cái máy bắn cá đó, đấy thì người này người kia nhìn đó, người này nhìn một tí người kia liếc một tí, cái tâm lý nó cũng không thoải mái rồi. Tôi thích chơi là thích thoải mái, kiểu không ai can thiệp đấy, không ai soi mói gì đó, mình thích bắn thế nào thì bắn đấy, được cá to thì mẹ hò hét hú nó cũng phải gọi là thôi rồi luôn đấy. Chợ ngoài kia vừa hét lên một cái người này nhìn cái là cũng gọi là gãi ối giời ôi luôn đó, nên là anh em nào mà kiểu gọi là hướng nội gọi là ít thích đi ra ngoài như tôi thì em cứ tải quả xong tải cái bài này về đó, sáng là vai em cá to thôi, thịt em rồng em cá sấu là cũng lại nhức lách rồi. Rồi vừa lại tôi vừa ăn được một em rồi, vừa lại cũng ăn được một em rồi, nhưng mà vẫn muốn ăn thêm một em sấu nữa. Đó, nhưng mà vẫn muốn ăn thêm một em sấu nữa. Em sấu này đi trâu đấy nhỉ, em sấu này phải là thịt chắc đấy, thịt chắc da dày. Bây giờ ui em đi xa quá, ui đến cuối mà nó còn không nổ kìa, đến cuối mà nó không nổ kìa. Đó, nhìn theo ánh mắt thất thần đấy, hút hồn theo em xấu luôn, nhưng mà em không thèm nổ để chào tạm biệt mình. À, thế đã qua mấy em khác đấy, kiếm lúa để chút mẹ lại săn xấu và mẹ săn cá chép. À, riêng với cái mục tiêu to của tôi trong này săn thì cứ xấu này, chép này, rồng này, đó, cá đuối và cá ba đầu. À, cứ mấy con đấy to đấy, tỷ lệ là ăn chiều cao thì mình vào xã nó cũng gọi là mạnh luôn. Đấy, mấy em gọi là bảy màu này bú nó cũng được này đó, nhưng mà tôi vẫn thích gọi là sần xấu với cả sần chép hơn, đó, dễ bắn dễ nuốt. Mấy em này cũng trâu bò quá đó, riêng ở trong bản cáo lại ấy, khi mà anh em săn cá con thì anh em cứ gọi là tỉa qua thôi đó, mỗi con cá con này cứ gọi là ba bốn đạn thôi, nó không đi cái thì anh em phải chuyển mục tiêu ngay, nó không đi cái anh em chuyển mục tiêu ngay, nó không đi gọi là cố bám cố ghim vào mấy con cá con này. Đó, cá to thì mình mới ghim thôi, chứ còn cá con thì gọi là tỉa qua thôi. Đấy, em chép này, ai tôi đã đang thấy là em chép ra này, ui, ba nhà đang bắn chép, đó, ui chồng mình lại bú luôn kìa, đấy ông thơm chưa, đó, hôm nay cũng làm được nhiều em cá to luôn đi chứ đùa đâu. Đấy, riêng vào săn thì gọi là nhức lách luôn, đạt cả con à, đạt cả con này, cả con thì mình cũng không thích săn lắm. Đấy, thật ra là cả con thì cũng chẳng phải săn đâu, con thì gọi là tỉa qua, gọi là kiếm lúa kiếm đạn thôi. Đấy, chứ còn để mà
săn để xác định xiên thì cứ cá to thôi, đấy, cứ những cái quả như cá sấu này, cá chép mới rồng vào giã mạnh là đẹp. Đấy, tôi cũng đang chờ ông tay, ra thêm em sấu ấy, một em chép nữa, đó, giã thêm một em cá to nữa, chốt lại luôn. Đấy, giờ đã nạp đã gọi là đủ rồi đấy, đủ đô rồi. Đó, giờ chỉ đợi mỗi mẹ em sấu ấy là em chép ra là sẵn sàng là vả thẳng mặt luôn. Đó, chưa thấy của em nào gọi là bén bảng ra nha, chưa thấy em nào bén bảng qua. Đấy, thì để tranh thủ tỉa qua gọi là tí cá con cá cơm này. Đó, trong bàn cá online thì em cứ thong thả chơi thôi, chơi vừa chiêu chiêu này. Đấy, nếu anh em thích đổi súng thì đổi sang quả súng khác cũng hoàn toàn free luôn. Đấy, nó thay màu thay mè nhìn cho nó ngầu nét một tí. Đó, cái gì nhìn đẹp đẹp nhìn nó sang xịn mịn bắn thấy nó cũng khoái hơn đúng không? Ai à, thêm em ba đầu đẹp keng. Đó, lâu những cái lách luôn. Đấy, riêng trong quả bắn cá mình có kiếm chát được nên là anh em vào chơi cũng rất là đông. Đó, và anh em đã vào trong 6-8 cái bài thì gần như là đều giả trên quả bán cá online này. Đấy, ít cũng phải ngày cũng phải 2-3 tơn. Đó, vào là vài em những cái lách. Đấy, tôi đang thấy của em chép ra này. Đấy, chép thì bao giờ cũng được săn luôn, chép bao giờ cũng được săn luôn. Đó, kẻ hơi được một chút, kẻ hơi được một chút. Đấy, vẫn chưa có em xấu nào ra nhỉ, chưa có em xấu nào ra nhỉ. Tôi đang đợi chờ em xấu, tại vì em xấu quả trước em xấu máu nó trâu rồi thì tôi nghĩ quả này đó, quả này xấu ra thì máu nó sẽ mỏng hơn. Đấy, cái lốt cái lưu ý để cho anh em vào săn cá trong này đó, thì cái đợt cá trước mà máu nó trâu ấy đấy, thì thường đến cái đợt cá sau thì máu nó sẽ mỏng hơn. Tay trước mà anh em chưa săn được thì tay sau anh em có thể gồng lên rồi anh em vào anh em săn tay cũng gọi là những cái lách rồi. Đây, em xấu đây rồi, em xấu đây rồi. Chờ mãi cuối cùng nó cũng ra. Đấy, chờ mãi cuối cùng nó cũng ra. Đấy, tôi sẽ săn nét em này. Đó, săn nét em này. Rồi, một tay, 1m4 luôn. Trộn lại luôn. Đấy. Tôi đã bảo rồi mà. Đấy, tay trước em xấu, máu trâu thì mẹ tay sau này thì máu nó gọi là nhẹ keng thôi. Nó gọi là yểu điệu thục nữ thôi. Đó, ok, đấy, trộn tay nó gọi là nhất cái lách luôn. Đấy, đánh gọi là mát tay luôn. Đó, nếu anh em nào mà chưa biết cách bắn cách săn ở trong bắn cá online này thì em có thể vào tham khảo video của mình. Đó, cũng đều chia sẻ cho anh em những cái cách bắn cũng như là cái mẹo bắn đấy, cho anh em vào bắn cá online rồi kiếm chát kiếm lúa nó cứ gọi là những cái lách. Đó, còn nếu anh em thấy video của mình hay thì em cho mình một like nhưng mà đăng ký kênh em bật thông báo để có thể đón xem cái video mới nhất của mình. Thanks you anh em.